hiệu quả camera giám sát an ninh vùng nông thôn tại xã Tịnh Phong, huyện Tịnh Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Để những tuyến đường mãi bình yên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có những bạn trẻ thường xuyên xuất hiện để sửa chữa những tuyến đường xuống cấp. Tăng cường xử phạt các tàu cá vi phạm khai thác IUU được xem là giải pháp mạnh và những bạn trẻ thường xuyên xuất hiện để sửa chữa những tuyến đường xuống cấp. Tăng cường xử phạt các tàu cá vi phạm khai thác IUU được xem là giải pháp mạnh và mang lại hiệu quả để góp phần sớm gỡ thẻ vàng của EC. Vâng, thưa quý vị, theo như dự kiến thì đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ quay trở lại Việt Nam lần thứ 5 để mà kiểm tra về các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Vì vậy, các địa phương ven biển đang nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ để góp phần sớm gỡ thẻ vàng. Câu chuyện ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam sẽ được gửi đến quý vị sau ít phút tới. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi Nóng cùng V8.